Hello các anh em, rất là lâu rồi mới được gặp lại mọi người. Có thể là mọi người đang ngạc nhiên là tại sao kệ của mình đang trống trơn thế này. Đấy, thì nó giống như kiểu là nhẵn túi. Đây là một trong những nguyên nhân chính mà làm cho mình thời gian vừa rồi không thể ra được video thường xuyên. Nói chung là mình nghĩ nó sẽ phải rơi vào tầm gần một tháng nữa thì may ra mọi cái nó sẽ suôn sẻ. Còn tạm thời thì trong khoảng thời gian này thì anh em mình tạm thời xa cách nhau một chút. Đó. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu đến cho các anh em bốn chai nước hoa mà mình nghĩ rằng nó xứng đáng để cho các anh em tạo cơ hội để cho chúng ta tìm hiểu nhau, thử mùi, thẩm mùi. Bởi vì mình nghĩ rằng nó rất là, mình với quan điểm của mình ấy, mình thấy chúng nó khá là thú vị. Mỗi một mùi hương nó có những cái thú vị riêng, và mình nghĩ rằng các anh em nên tạo cơ hội để tìm hiểu nhau. Đó là cái chủ đề trong của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình ngồi làm cốc trà đá hay là nước mía lạnh gì đấy và let's go. Ok, chai nước hoa đầu tiên trong 4 chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là các anh em nên tìm hiểu, đó là một sản phẩm của nhà nước hoa Les Centres de Gourmands và nó có tên là Vanille Noir. Tại sao mình lại chọn chai nước hoa này? Và có thể các anh em nó thắc mắc là không biết các nhà nước hoa này nhà nước hoa nào. Thì mình nói qua một chút, nhà Les Centres de Gourmands này là một cái nhà chuyên làm về kiểu dạng kiểu tông mùi gourmand ấy, kiểu thức ăn ấy. Đó, và đặc biệt là vanille, họ có rất là nhiều sản phẩm chuyên về vanille. Và ở chai nước hoa này, cái thú vị như thế nào mà mình lại muốn share với các anh em. Thì khi mà nhắc đến vanille thì chúng ta thường được biết đến đó là một cái tông ngọt đó. Và nó có rất nhiều tông, nó có thể đi cùng với gỗ, nó có thể đi cùng với hoa. Và ở chai nước hoa Vanille Noir này thì nó đi cùng với tiêu hồng. Và nó tạo nên một cảm giác rất là ngạc nhiên, thậm chí là có thể là hơi nặng đòn với một số người. Bởi vì khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy một, giống như kiểu một thanh vanille đen, rất là nhẹ nhàng, thế nhưng cũng đầy sự dữ dội. Đầy, nó giống như kiểu một cú đấm. Mặc dù rất là mềm mại, thế nhưng ngửi mùi hương nó giống như kiểu pum. Đó, rất là, nói chung là mình cảm thấy rằng nó khá là khác biệt so với những cái chai nước hoa có sẵn trên thị trường. Thì mình nghĩ rằng nếu như anh em nào ưa thích những cái tông mùi nặng đòn một chút, có thể là hơi dữ dội một chút, thì Les Centres Gourmands Vanille Noir, mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa anh em có thể tham khảo. Đó, chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Comptoir du Pacific và nó có tên Banana, Vanille Banana. Nhắc đến gourmand, mùi hương thức ăn, thì chúng ta có thể kem, caramel, bánh sô-cô-la. Tuy nhiên sẽ rất là hiếm chai nước hoa sử dụng chuối. Đó, và ở chai nước hoa này khi là thực sự là đầu tiên khi mà mình nghiên cứu về nhà Comptoir du Pacific, mình đã nghiên cứu gần như là toàn bộ sản phẩm của nhà nước hoa này. Thì khi mà mình nhìn chai nước hoa này, mình đã khá là tò mò ngạc nhiên, bởi vì nó dùng nốt chuối, lá chuối, vỏ chuối. Bởi vì thực sự là không có nhiều chai nước hoa sử dụng nốt hương này, và mình cũng rất là tò mò là muốn biết là vị chuối trong nước hoa nó như thế nào. Và anh em nào, thứ nhất là chúng ta yêu thích cái style mùi gourmand và chúng ta thích cái dạng kiểu fruity, kiểu quả trái cây, ví dụ như là chuối hoặc là cái gì đấy, đào, mận, mê, cái gì đấy mình không biết. Thì đấy, đại loại là ông nào mà kiểu thích cái dạng kiểu style kiểu mùi như vậy thì vanille banana anh em nên tham khảo, thì nó sẽ là một quả chuối ngậy ngọt rất là thú vị. Ok, nóng quá, đang rất là nhiều điều hòa đang hỏng. Chai nước hoa thứ ba, Fragonard Center. Đây là một chai trong những chai nước hoa gỗ đàn hương xuất sắc nhất trên thị trường. Bởi vì tại sao? Thông thường ở đây bây giờ mình thấy rằng là những cái chai gỗ đàn hương ở trên thị trường nó đã bị pha tạp mùi rất là nhiều. Nó không phải là thuần mùi một cái gỗ đàn hương thuần khiết nữa, mà nó bị pha tạp. Ví dụ khi mà pha thì nó sẽ bị đè bởi rất là nhiều những nốt khác, và các anh em ngộ nhận rằng đấy là gỗ đàn hương. Trong khi bản chất gỗ đàn hương thì nó là một cái vị kem ngậy và nhẹ nhàng, chứ không phải là rất nhiều chai nước hoa đang gọi là pha tạp. Ví dụ như Le Labo Santa Barbara, rất là nhiều người, mọi người cứ tưởng rằng mùi đàn hương nó phải như kiểu của Santa Barbara. Tuy nhiên mình không cho là như thế, mà anh em mới nên thử Fragonard Center. Đây là một mùi gỗ đàn hương xuất sắc, và cái cách blend mùi của họ cũng rất là hay. Mở đầu là citrus cam và sau đó là dry down gỗ. Đó, chứ nó bình thường, ví dụ như cái chai trên thị trường, cái bam một cái là mùi gỗ kiểu như này. Đó, nó khá là gọi là hơi sốc với một số anh em.
Tuy nhiên ở chai nước hoa này thì nó là một cái dạng như kiểu bản giao hưởng kiểu như thế. Thì mình nghĩ rằng đây cũng là một chai nước hoa mà chúng ta nên tạo điều kiện để tìm hiểu nhau. Đó, Fragrance Center. Và chai nước hoa cuối cùng đó là một sản phẩm của nhà Seduti, vì nó có tên Le Chien de Seduti. Tại sao mình lại muốn giới thiệu đến chai nước hoa này cho các anh em? Nếu như chúng ta nghĩ rằng mùa hè, ví dụ những cái nốt da thuộc thì ôi giời ơi, không thể làm xài được, thì mình không nghĩ rằng là như thế. Bởi vì nếu anh em nào xịt Le Chien de Seduti với sự kết hợp của da thuộc mix cùng với saffron nghệ tây, đây là một chai nước hoa đặc biệt cho các anh em nào ưa thích cái phong cách classic, lịch lãm, cổ điển, classic, da thuộc với nghệ tây nhưng rất là nhẹ nhàng. Đó, anh em hoàn toàn có thể xài được trong những ngày hè này, hoàn toàn có thể xài được bởi vì nó rất là vừa đủ. Đó, và cái cách blend mùi, mặc dù đây là một chai nước hoa giá rẻ thế nhưng mà không hề học, blend mùi rất là mượt, rất đáng để cho các anh em, đặc biệt ông nào mà ưa thích cái phong cách classic nên thử. Đó, Le Chien de Seduti. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em bốn chai nước hoa mà mình nghĩ rằng chúng ta nên tạo cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Đó, mình rất hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm, trong thời gian sớm tới đây. Mình cũng đang rất là cố gắng, quyết tâm. Ok, còn bây giờ anh em mình tạm thời chia tay nhau và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.